Vâng, kính chào các bạn nhé. Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2019 thì tôi đang ở ngay trước trong một cái auto house, tức là cái nơi mà bán xe ô tô. Ở đây, trước đây họ đã 5 năm bán cái loại xe Chevrolet, tức là cái loại xe như thế này. Đây là xe Chevrolet mà ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng là đã nhập cái dây chuyền đó về Việt Nam và hiện nay sản xuất, và ông ta tung ra, ông ta nói rằng ở đây là xe hiện đại, xe đời mới. Nhưng mà thực tế thì sao? Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở cái chỗ này. Các bạn thấy đây là hình ảnh chiếc xe. Và đây là xe Chevrolet. Và trong ngày hôm nay trên báo Tuổi Trẻ cũng như báo chí trong nước đã đưa tin rất nhiều về việc ông Phạm Nhật Vượng đã bắt đầu đưa cái xe Chevrolet, tức là cái xe VinFast ra để chạy. Và thực tế thì đây là công nghệ và dây chuyền sản xuất của Chevrolet. Đây là một trực thuộc của tổng công ty GM của Mỹ. Và như các bạn đã thấy, những tờ báo ngày hôm nay tràn ngập đưa những cái tin này. Đây. Đấy, vâng. Và những cái tin này đang rất là nhiều ở Việt Nam. Và ở trong này có ghi rất rõ là ông Phạm Nhật Vượng đã dùng cái Dinh Thống Nhất. Dinh Thống Nhất là cái chỗ mà của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày trước đã bị thất thủ, và phía miền Bắc Việt Nam họ đã dùng hiện nay là cái nơi di tích lịch sử. Nhưng mà được ông Phạm Nhật Vượng có lẽ là được rất ưu tiên của các cấp chính trị trong nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoặc là ông Nguyễn Xuân Phúc đã dùng cái di tích lịch sử đó, cái nơi mà rất nhiều hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh xương máu để, như trong nước họ nói là giành độc lập, thì bây giờ làm cái chỗ bán hàng, tức là cái showroom để bán ô tô giống như là chúng ta đang nhìn thấy đây. Và các bạn thấy đây là chiếc xe Chevrolet mà đã được từng ngày xưa được từng sản xuất ở Đức, và đến năm 2016 thì bởi vì không bán được và họ không thể tiêu thụ được cái loại xe này vì cái chất lượng của nó kém, rồi cái phanh của nó cũng kém, và đặc biệt là cái giá của nó xuống giá rất nhanh và cái độ an toàn của nó cũng không cao. Thì đến năm sau một thời gian sản xuất và không thể bán được ở trên thị trường của Đức, thì đến năm 2016 thì bên Đức họ và toàn bộ châu Âu thì đã rút lại cái dây chuyền sản xuất cái xe Chevrolet này. Và hôm nay tôi có mặt ở đây, ở ngay trong cái auto house, là cái nơi mà đang còn bán những chiếc xe cuối cùng của những cái lúc đó họ bán cái xe này. Và anh các bạn thấy là cái hình dáng nó y hệt như vậy. Sở dĩ sao tôi nói bởi vì xe ông Phạm Nhật Vượng thực ra là bán cái xe cũ, loại đời cũ của Chevrolet, bởi vì là cái dây chuyền sản xuất đó sau đến năm 2016 đã bị tháo dỡ và được phía Mỹ, tức là phía hãng GM đưa về và cất ở đâu đó thì không biết. Thì đến sau đó rồi thì ông Phạm Nhật Vượng đã có sự tiếp xúc với hãng GM và họ đã mua lại cái dây chuyền này và thay đổi vỏ một chút để cho nó có vẻ mới. Và sau đó thì ngày hôm nay tại Dinh Thống Nhất tại miền Nam và cũng như toàn bộ trên toàn quốc thì đã bắt đầu bán ra cái loại xe mà châu Âu này người ta không dùng nữa. Vâng, đây tôi xin cung cấp những cái thông tin mà các bạn có thể xem, và tôi xin quay camera để các bạn cùng nhìn cái thông tin mà các bạn, đây là bằng chứng. Đây là khu bán xe của hãng GM trước đây đã từng bán, và nay thì đây là chiếc xe GM cuối cùng mà hãng GM đã bán. Và đây là cái hãng Auto House mà họ bán cái xe này rất là cũ. Và đây các bạn thấy ở trên những cái biển kia vẫn còn cái logo của hãng GM đó, tức là hãng Chevrolet là cái gốc của cái xe đã được, và cái biển của hãng Chevrolet là cái nơi đại lý tại Đức, ở Berlin này họ đã phải dỡ đi bởi vì là không thể bán được. Và theo thống kê thì cho đến thời điểm năm 2016 thì có tới 165 cái hãng bán xe này đã phải đóng cửa vì họ không thể bán được cái xe như này. Và đây xin cho các bạn xem, cùng xem cái thông tin về đây là những bài báo của ngày hôm nay thì các bạn đã thấy của báo Tuổi Trẻ đấy đăng. Và chiếc xe này thì theo giá thị trường của ông Phạm Nhật Vượng, ông bán là giá là tính ra là 395 triệu, là có cả 10% thuế đấy. Và đấy, và các bạn hãy xem cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi xin chia sẻ thêm. Vâng, và đây là bằng chứng của cái việc mà cái xe ô tô này là dùng công nghệ, tức là VinFast Fadi đã dùng dựa trên sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet phân khúc
xe đô thị hạng A, và rất rõ ràng trong cái bài báo của Tuổi Trẻ này. Và đây là cái điều mà chứng minh rằng là VinFast, tức là của ông Phạm Nhật Vượng, đã mua lại cái dây chuyền đó và đem về Việt Nam sau khi làm màu mè một chút, và ông ta đã dùng cái dây chuyền đó để sản xuất ra những cái xe đã không còn dùng ở châu Âu nữa, và để bán cho bà con Việt Nam trong nước. Và không hiểu sao ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc lại rất quan tâm và chuyên môn đi hay đi quảng cáo cho cái loại xe này, mà mặc dù xe này đã rất là hậu và không thể đáp ứng tiêu chuẩn ở châu Âu nữa. Đấy. Và đây các bạn cũng xem cái hình ảnh của hãng xe VinFast 395 triệu tiền Việt Nam ngày hôm nay đang chạy thử. Và ở dưới là hình ảnh chiếc xe Chevrolet của sản xuất ở châu Âu, ở Đức, thì giá chỉ có là 5.123 euro giá bán ra, tức là tương đương với chỉ khoảng 133 triệu đồng Việt Nam. Và tức là ở đây bán có 133 triệu đồng Việt Nam là cả thuế, mà sản xuất ở Đức. Thế còn ở Việt Nam thì bán với giá là 395 triệu, tức là rất là cao. Mà không hiểu ông ta đã mua dây chuyền cũ về và lại sản xuất ở Việt Nam mà bán lại giá là rất là cao như thế này, là 395 triệu đồng. Thế còn nếu mà giá theo như giá tại cái xe này quảng cáo ở trên trang của Đức bán thì giá chỉ có là 5.123 euro, tức là 133 triệu đồng của Việt Nam, tương đương khoảng như thế. Như vậy là cái sự chênh lệch giá cả rất lớn, và chất lượng thì phải nói rằng là có lẽ nó cũng không thay đổi nhiều, bởi vì các bạn thấy hình dáng của nó vẫn giống nhau, nó chỉ thay nó dập cái vỏ nó khác đi một chút, và để trên rồi nóc rồi đấy có những cái để đồ nó vẫn vậy, và không có gì thay đổi cả. Thậm chí còn chưa nói là cái việc mà sản xuất tại châu Âu thì cái chất lượng của họ và cái đảm bảo cái chất lượng và cái an toàn khi họ phải thử tất cả các loại tai nạn xem có người làm sao tránh được tai nạn bị thương còn tốt, có lẽ là tốt hơn rất nhiều. Có việc mà ông Phạm Nhật Vượng sản xuất rất nhanh, đem ra bán ngay như vậy thì một cái thứ mì ăn liền giống như ông ta đã từng sản xuất ở Ukraine trước đây thì chắc chắn sẽ đem lại những cái hậu quả rất tai hại cho người Việt Nam, đó là cái an toàn, đó là cái môi trường, và đặc biệt là cái môi trường ở Việt Nam thì hiện nay đang rất xấu, rất tệ, mà họ lại đưa những công nghệ này cũ về để sản xuất, để bán ở Việt Nam, thì cái môi trường ở Việt Nam chắc chắn trong thời gian tới sẽ còn xấu hơn, và cái đường đi lại nó cũng không có, rồi các bốt khắp nơi để thu tiền. Thì thay vì Việt Nam như một số nước ở châu Âu và một số nước khác, ngay cả Trung Quốc họ bây giờ cũng đi vào sản xuất xe điện và các loại xe hybrid, tức là xe đa năng vừa dùng xăng vừa dùng điện được, thì Việt Nam lại đem quảng cáo và bán những cái loại xe đời cũ cách đây những rất là lâu rồi, sau 2016 ở châu Âu đã thải ra không bán nữa, và giá thì rất là đắt, tức là 395 triệu, thế còn giá ở châu Âu thực tế chỉ có 5.123 euro của Chevrolet hãng đấy. Và đấy là cái thông tin mà các bạn xem đây. Đấy, đây là cái theo giới thiệu này, VinFast được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet phân khúc xe đô thị hạng A. Thì đây là bài báo của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay đăng, và các bạn sẽ thấy rõ ràng là đây là bằng chứng về cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng có làm giống như mì ăn liền, tức là cứ đưa người Việt bán được là bán, và đưa người Việt Nam vào trong những cái xe thùng mà không biết là khi mà đâm tai nạn hoặc va quệt thì gia đình vợ con người ta sẽ bị tai nạn nặng đến đâu không cần biết, và bán rất đắt. Và tiếp theo tôi xin cung cấp những cái hình ảnh thông tin về chiếc xe Chevrolet nguyên bản. Đây là hình ảnh tiếp theo của chiếc xe Chevrolet nguyên bản. Và tất nhiên sau cái live stream này tôi sẽ đưa những cái hình ảnh này cụ thể vào trong những bài báo và cái live stream của chúng tôi để các bạn có thể theo dõi. Và đây là hình ảnh của xe Chevrolet, các bạn có thấy không? Giống y hệt xe của ông Phạm Thị Vượng. Và nó chỉ khác ông Vượng bây giờ ông chỉ thuê dập cái vỏ nó khác một tí thôi, chứ còn là vẫn vậy, và dây chuyền công nghệ thì vẫn vậy. Quan trọng là nó sản xuất ra như làm sao là vẫn vậy thôi. Đây đây là những cái, và cái trang đây là một trang báo rất uy tín của Đức đăng, đấy là Auto Motor Sport. Đây là cái hãng rất nổi tiếng của Đức, và họ chuyên nghiên cứu và chuyên bình luận về những cái sản phẩm về ô tô. Và chúng ta thấy đây là những bài báo cũ của những năm 2016, nơi khi mà họ đang quảng cáo cái xe Chevrolet, nhưng mà sau đó thì họ quảng cáo bán không được, thì cuối cùng là hơn 165 cái doanh nghiệp đã bán cái xe này, những cái đại lý như đây ở đây các bạn đang xem là họ phải đóng cửa đây. Và các bạn xem đây, một trong những đại lý ngày em đã phải đóng cửa vì không thể bán được cái xe Chevrolet này. Và bây giờ đấy các bạn vẫn thấy là cái biển nó bị rỡ rồi. Đây là ngay Berlin, ngay gần chỗ văn phòng của Thời báo DE, và các bạn cũng có thấy là ở đây là cái logo của Chevrolet thì vẫn còn, nhưng mà bên cạnh là hai cái biển, ba cái biển đã rỡ rồi. Và tôi cũng vừa trao đổi với họ thì thấy rằng là họ cũng rất thất vọng về cái chất lượng của cái xe này, và không bao giờ bằng hàng Nhật. Đây, đây là cái xe mà họ đã bán. Đấy. Và đây xin cung cấp với các bạn, đây là một tờ báo rất uy tín của Đức. Họ tiếp tục đưa cái thông tin về cái xe Chevrolet này,
tức là cái giá của xe đây này, họ đã ghi rất rõ là in December hát cái em ăn quy đi cung, tức là vào thời gian cuối năm 2016 thì là cái hãng Chevrolet này không thể bán được nữa và họ buộc phải rời khỏi thị trường cả châu Âu, họ đã ghi rất rõ. Và tôi đã đánh dấu cho các bạn để các bạn cùng cùng xem cái thông tin này, và tôi sẽ đưa cái đường link này cho các bạn sau cái livestream này. Bởi vì cái thời gian chúng tôi chuẩn bị quả là rất ngắn. Với anh Vương, anh mở khai trương, anh bán xe mà anh không thông báo chúng tôi biết, nên chúng tôi chuẩn bị rất ngắn để chúng tôi phục vụ các bạn ngay. Đấy, các bạn xem, đây là hình ảnh. Và anh các bạn thấy giá không? Giá họ đề rất rõ này, iChevrolet Spark, cái loại ES này 1.0 thì giá chỉ có 5.123 euro thôi. Thì có nghĩa là cái xe mà các bạn mua ở trong nước chỗ ông Phạm Nhật Vượng ấy thì là giá của nó, là giá khởi điểm của nó chỉ có 5.123 euro thôi. Còn nếu các bạn thêm những cái điều nọ cái kia thì các bạn thêm tiền, cũng giống như ông Phạm Nhật Vượng ông bán thì ông sẽ thêm tiền. Và đây là cái bằng chứng rất rõ ràng về cái việc và cái xe ở Việt Nam bán giá là đắt gấp 3 lần so với, phải nói gấp 3 lần mà vậy lại sản xuất ở Việt Nam. Thì không biết là những cái người kiểm tra chất lượng, và các bạn cũng biết là chất lượng ở Việt Nam thì mọi người đều có thể nói rằng là có thể mua được, tức là kiểm định rồi là thử crash test nọ kia có thể họ cũng có và cũng có thể họ thử, nhưng mà cái điều cái quan trọng là nó không an toàn, và cái điều đó là không đảm bảo là cái việc cái xe đấy là an toàn. Đây đây là cái thông tin của tờ báo rất nổi tiếng của hãng auto của Đức đã phát ra, và trong này ghi rất rõ là vào December là cuối năm 2016 thì là GM đã đóng cửa toàn bộ cái bán sản phẩm của hãng Chevrolet này rồi tại châu Âu luôn, mà không bán nổi đấy. Và bây giờ thì anh Phạm Nhật Vượng anh mang về, anh ấy quảng cáo, rồi ông Nguyễn Phú Trọng đến xưởng sản xuất của dây chuyền công nghệ của Đức ở miền Bắc, xong đó thì và hôm nay anh lại mang xe Chevrolet, tức là cái xe mà của Mỹ, xe rất là kém ra để bán. Thì không hiểu là ông Phạm Nhật Vượng ông ấy có đem cái, tức là treo cái nọ để bán cái kia không, bởi vì các bạn cũng đã biết là cái thông tin là ông ấy đầu tư dây chuyền công nghệ của Đức để sản xuất xe, ông cũng có vài cái xe chụp ảnh quảng cáo với cùng với ông Phúc thời gian mấy ngày vừa qua, thế nhưng mà không thấy xe đấy đâu, nhưng mà hôm nay lại ra bán, lại đem cái giá xe Chevrolet ra bán, và lại với cái dạng như là giống như là để treo đầu dây bán thịt chó. Và cái xe đó là cái xe hiện nay châu Âu không dùng nữa và đã đóng, và giá thì rất đắt. Đấy các bạn xem, thì cái giá của xe Chevrolet chỉ có 5.123 euro thôi. Và cái xe này là cái xe mà hiện nay ở Việt Nam đang được quảng cáo bán giá hơn 650 triệu gì đó, giá 70 triệu gì đó, rất là đắt. Đấy, đây, đấy. Và tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin để các bạn cùng biết. Và các bạn cũng thông cảm, cái đây là cái thời gian chúng tôi sử dụng cái thông tin và rất nhanh, cho nên là cái đây. Và đây là một cái tờ báo khác của Đức cũng đã đăng về cái việc là cái hãng đây có 164 đến 100, tức là 165 cái fair track handler, tức là những cái cửa hàng bán đại lý cho Chevrolet đã phải đóng cửa. Đấy, tới năm 2015 phải đóng cửa, bởi vì là không bán được, xe này không bán được. Cho nên là chúng tôi phải khuyên rằng những cái người mà bán đại lý cho ông Phạm Nhật Vượng thì phải rất cẩn trọng với cái việc mà hứa hẹn đầu tư cũng như là bán hàng, bởi vì đây ở Đức đấy các bạn đã thấy họ đã phải đóng cửa đến 165 cửa hàng bởi vì không thể bán được cái xe này. Và tất cả những cái đường link này chúng tôi sẽ đưa cái thông tin cụ thể cho các bạn vào cái sau cái video clip này để các bạn thấy được cái sự thật. Và đây các bạn đang xem, đây 165 cửa hàng bán xe cho hãng Chevrolet, tức là cái công nghệ và cái sản xuất cái xe mà hiện nay Phạm Nhật Vượng vừa chưa ra đời đấy đã phải đóng cửa. Và các bạn đang xem, đây là một cái cửa hàng bán xe tương tự như vậy, đây là một trong những cái cửa hàng tương tự như vậy đã phải đóng cửa. Đấy các bạn xem thấy không, đấy, và họ phải gỡ tất cả các biển đi. Đấy bây giờ chỉ còn mỗi cái logo thì các bạn vẫn thấy cái logo Chevrolet vẫn còn, đấy vẫn còn đấy. Và đây là cái xe bây giờ họ chuyển sang họ bán các xe khác, các xe khác đấy là xe của Nhật Bản, xe Suzuki của Nhật Bản, thì họ nói rằng xe Nhật Bản thì tốt hơn nhiều. Đấy, đấy, và đây là chiếc xe cuối cùng, đây là chiếc xe Chevrolet cuối cùng của họ mà họ đang cũng giao bán nốt. Thì họ có nói với tôi rằng là nếu mà các anh mua thì tôi sẽ làm giá rất rẻ cho. Vâng, đây đúng cái xe này, xe của anh Phạm Nhật Vượng đang bán đây, và ông Phạm Nhật Vượng về chỉ dập thêm cái nọ cái kia thôi và bán thôi. Và có những cái bạn dư luận viên, tức là có thể nói là dư luận viên, người ta không ưng khi chúng tôi làm những chương trình như thế này, bởi vì là nhưng mà các bạn phải biết rằng là doanh nghiệp thì phải làm tốt thì mới bán được hàng và bảo hành bảo trì tốt, chứ doanh nghiệp như Phạm Nhật Vượng ông chỉ dựa vào tổng bí thư, dựa vào thủ tướng ông đem ông khoe, thì với một cái người như vậy thì rất là khó làm, bởi vì họ sẽ bỏ rơi khách hàng khi cần thiết miễn là có lợi nhuận.
và dùng chính trị để làm kinh tế, thì đấy là một điều tai hại của những doanh nghiệp mà các bạn cũng đã thấy như cái vụ Huawei vừa qua đối với Đức và đối với Mỹ, tức là bị cấm. Và những cái người đầu tư vào những tập đoàn như vậy thì chắc chắn sẽ lĩnh hậu quả rất nặng. Và đây tôi xin Trinh bạn chia sẻ thêm những thông tin về cái loại xe mà anh Phạm Nhật Vượng. Và đây là cái tài liệu của chúng tôi, đây là tài liệu của chúng tôi về cái chiếc xe này đã sản xuất ở Việt Nam như thế nào. Đấy là vào ngày 26 tháng 8 năm 2018 thì đã ký kết cái hợp đồng hợp tác giữa VinFast và General Motors, tức là GM đấy, là cái đơn vị mà đang nắm giữ cái công nghệ cũng như là tức là công nghệ sọt rác không ai dùng nữa, và ký kết để làm gì, để họ mua lại những cái dây chuyền sản xuất và họ mua lại công nghệ đó để họ thay đổi một tí nội dung bên ngoài để họ bán cho những người dân Việt Nam với cái giá rất là cao. Đây đấy, các bạn thấy không, đây là cái ký kết, đây hình ảnh ký kết, và hình ảnh là ký kết này nó nằm trên trang của Việt Nam đây. Và chúng tôi cũng sẽ đưa những cái đường link này vào cho các bạn sau cái chương trình phát này. Đấy. Đấy, họ là ký kết vào ngày 26 tháng 8 năm 2018. Đó. Và đấy, và sau đó là ký kết sản xuất để sản xuất cái xe. Và đây là chiếc xe Chevrolet cuối cùng mà các bạn đang nhìn thấy đang ở Berlin. Và tôi hôm nay tìm, phải nói là đã tìm rất lâu, tìm mãi mới được một chiếc xe như thế này để quay và để phát cho các bạn. Đây. Đấy, đây là chiếc xe Chevrolet đây. Đấy. Và không ai mua cả, những xe như này không ai mua cả. Đấy. Và bây giờ cái hãng sản xuất xe này họ đã bán xe này, họ đã phải quay ra họ bán những cái loại xe khác như xe Suzuki, rồi là những cái xe khác và chất lượng nó tốt hơn. Và tôi cũng vừa trao đổi với cả những cái người bán hàng trong này thì họ nói rằng là chúng tôi bán cái xe Chevrolet này trong vòng 5 năm, 4 năm nhưng mà bán không được, và bây giờ sau đó thì chúng tôi phải đóng cửa, tức là không bán cái hàng Chevrolet nữa, và bây giờ họ quay sang họ bán hàng xe của Nhật Bản và những cái nước khác, bởi vì họ nói rằng là cái chất lượng của nó khác hẳn, nó hơn hẳn đi. Và chính vì vậy các bạn thấy là hiện nay cái hãng xe này ngay ở Berlin và đã phải gỡ cái biển của Chevrolet, ba cái biển ra, và bây giờ chỉ còn một cái logo con Chevrolet Service, tức là họ chỉ sửa thôi, tức là họ bảo hành nốt những cái xe mà họ đã bán, thì theo luật của Đức là phải bảo hành, chứ anh không thể bán mà anh không bảo hành được, và cái thời gian bảo hành đang còn, cho nên họ vẫn phải làm hoặc là sửa chữa những cái xe Chevrolet, nhưng họ không bán cái xe này nữa. Và ông Phạm Nhật Vượng thì vẫn tiếp tục bán cái xe dạng như thế này để cho các bạn và bà con trong và ngoài nước dùng. Thì tất nhiên kiều bào ở nước ngoài thì họ rất biết về cái việc này, thì họ cũng sẽ không mua, và họ nói thẳng, và chúng tôi là những cái tờ báo và chúng tôi sẽ đưa tin thẳng về vấn đề này, và chúng tôi không dựa vào bất cứ cái vấn đề nào khác về chính trị hay là về gì cả, mà chúng tôi đưa cung cấp thông tin để cho bạn đọc trong và ngoài nước cùng biết và cái việc mà hãng cái xe này thực tế là như thế nào. Đây là thực tế, đây cái xe của ông Phạm Nhật Vượng là cái xe của hãng GM, tức là của Chevrolet. Và xin cung cấp tiếp cái thông tin cho các bạn. Đây, tất nhiên bài báo, cái bài báo mà ký kết đó là ngày 26 tháng 8 năm 2018. Thì bài báo này thì bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi sẽ đưa cái đường link để cho các bạn lát nữa sẽ tự tra cứu trên cái sau cái live stream này, để các bạn biết rằng là cái ngày giờ ký kết và tại sao ông Phạm Nhật Vượng lại ký cái thông tin này, ký cái những cái hợp đồng này để sản xuất những cái xe mà ở Đức và các nước châu Âu đã hoàn toàn vắng bóng từ năm 2016, tức là không ai mua chiếc xe này nữa. Và cái chiếc xe này hiện nay là đây là chiếc xe gần như cuối cùng ở Berlin mà tôi đã tìm phải rất lâu mới tìm thấy được. Và đấy, và những cái người ta bán ở đây thì người ta bảo là xe này bây giờ nó bán cho những cái chỗ mà bên Đông Âu, những cái nước mà lạc hậu bên Nga chẳng hạn, thì họ có thể mua nốt những cái xe này. Đấy. Và đây các bạn thấy không, đây là các bạn rất thấy rất rõ, đây là tài liệu rất rõ ràng mà theo báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay đã đăng, là theo giới thiệu VinFast Fairy được sản xuất dựa trên nền tảng mẫu Chevrolet phân khúc xe đô thị hạng A, đấy tức là xe Chevrolet này đấy. Và cái xe Chevrolet này, đây là chiếc xe Chevrolet cuối cùng ở Đức, và họ cũng khó bán, rất khó bán, và họ sẽ ra làm giá rất rẻ nếu mà tôi muốn mua. Và các bạn cũng đã thấy cái xe Chevrolet, một lần nữa tôi xin gửi thông tin là đây, chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng ngày hôm nay là xe VinFast đây. Ông ấy bán giá là 395 triệu đồng Việt Nam. Và còn cái xe của Chevrolet ở đây thì như các bạn đã thấy thì giá của nó rất rẻ, nó chỉ hơn 5.000 euro thôi, tức là thậm chí bây giờ nếu mà giả giá thì có khi còn thấp nữa, có khi 5.000 thì còn hơn 4.000 thôi. Họ cũng bán ngay. Và cái giá nếu mà tính ra thôi thì cứ dính cái giá như họ mới đi là 5.123 euro thì tương đương với 133 triệu đồng Việt Nam ạ. Vâng, tức là rất là rẻ thôi.
và không hiểu sao ông Phạm Nhật Vượng ông lại bán với giá là 395 triệu đồng Việt Nam. Phải chăng là có cái sự bảo kê chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là của ông Nguyễn Xuân Phúc mà để cho một cái doanh nghiệp như ông Phạm Nhật Vượng, tức là sản xuất mì ăn liền ở Ukraine, về và sản xuất những cái thứ hàng mà kém chất lượng và để bóc cổ bà con trong nước, bắt phải dùng cái xe mà giá rất đắt như vậy. Tuy nhiên thị trường thì nó có cái cạnh tranh và người ta cũng sẽ, những cái người mua xe người ta sẽ xem xét và người ta sẽ mua hay không mua những cái xe dạng như thế này nữa. Và đây là cái giá ở Đức ạ. Giá ở Đức bây giờ cái xe này là 5.123 euro, tương đương 133 triệu. Còn ở Việt Nam thì cái ông Phạm Nhật Vượng vừa bán cái xe giống như vậy, cũng cùng cái hãng sản xuất là của GM, của Chevrolet, thì giá có những 395 triệu đồng Việt Nam và rất là đắt. Và không hiểu, cũng có thể là tới đây một số cái xe công, tức là hàng chục nghìn cái xe công của trong nước sẽ phải sử dụng cái loại xe Chevrolet này. Thì khi mà nhà nước bỏ ngân sách ra để mua những chiếc xe này để sử dụng với hình thức là lợi ích quốc gia rồi là hình ảnh quốc gia, thì ông Phạm Nhật Vượng và những cái người trong đó như ông Nguyễn Phú Trọng hoặc ông Nguyễn Xuân Phúc để có, sẽ có cái nguồn lợi nhất định ở trong đó hay không, thì đấy, cái việc đấy thì chúng ta và con trong và ngoài nước sẽ tiếp tục điều tra trong cái việc này, là tại sao sản xuất xe dùng công nghệ một từ năm 2016 đã bị bỏ ở châu Âu mang về mà lại bán giá cao gấp gần như gấp đôi gấp ba như thế này cho người trong dùng trong nước. Và chúng ta phải xem xét xem tới đây những cái thông tin về những chiếc xe này liệu có được nhà nước mua với giá có khi còn cao hơn và để bắt để dùng không. Và tôi thấy rằng đây không phải là niềm tự hào của Việt Nam, mà đây là một cái sự kém hiểu biết của những người lãnh đạo, kém hiểu biết của những cái người làm chính sách mà đi quảng cáo và phổ biến để mua những chiếc xe mà giá thành rất cao mà chất lượng này rất kém mà không ai dùng nữa trên thế giới. Đấy. Và tôi quay lại đây là cái hình ảnh này, chúng ta đã thấy đây là chiếc xe Chevrolet cuối cùng ở Berlin mà tôi tìm mãi mới thấy đấy. Và trong này đây là chiếc xe đó đấy, báo chiếc xe đó được báo của Autosport, là báo rất lớn của Đức, họ đã đăng từ lâu rồi và khi mới ra đấy, nó trông như thế và giống y cái xe của ông Phạm Nhật Vượng đấy. Và các bạn cũng không nên nhầm lẫn những cái chuyện mà làm ăn kinh doanh kinh tế với cái chuyện chính trị. Về cái thông tin này chúng tôi cung cấp cho các bạn hoàn toàn mang tính chất là kinh tế và hoàn toàn mang tính chất là để các bạn tham khảo và lựa chọn mua hoặc là không mua khi mà nhìn thấy một chiếc xe như vậy. Vâng, và đây chúng tôi xin cung cấp thêm cái thông tin, là một lần nữa cung cấp thông tin để các bạn biết, những người có thể chưa biết, đây là cái bài báo của báo Auto Motorsport, là cái bài báo đã được ra cách đây khá lâu khi mà chiếc xe này bán ở châu Âu. Thì cái họ phải viết rằng là vào tháng cuối năm 2016 thì GM, tức là cái người làm chủ cái mác Chevrolet này, đã phải 2016 đã phải đóng cửa toàn bộ các dây chuyền cũng như các cửa hàng của họ ở châu Âu vì không thể bán được cái xe này ở Đức và ở châu Âu, và họ phải rút đi. Thì như vậy họ tháo dỡ máy móc và đem những cái thứ đó về đâu thì không biết, họ cất ở kho đâu đó. Và bây giờ chúng ta lại thấy nó xuất hiện ở Việt Nam với ông Phạm Nhật Vượng, ông lại dùng, ông lại bán những cái sản phẩm này cho người dân Việt Nam với cái quảng cáo rất lớn đây. Và các bạn cũng thấy rõ ràng là trong bài báo này họ ghi rất rõ là chiếc xe Chevrolet ES10 này thì giá chỉ có là 5.123 euro thôi, tức là tương đương với 130 triệu đồng Việt Nam. Thế mà ở trong nước thì ông Phạm Nhật Vượng bán giá thì cao gần như gấp đôi và gấp ba, và chất lượng thì các bạn cũng đã biết, ở trong nước khi lắp ráp thì còn làm sao bắt bằng châu Âu khi họ lắp như ở đây. Thì cái điều đó là bà con sẽ cần cân nhắc khi mà mua những cái dạng xe mà dùng những cái thủ đoạn chính trị để bán hàng hoặc là để quảng cáo. Và tiếp tục, và trong bài báo này cũng thấy rất rõ là vào năm 2015 thì đã có đến 165 cái cửa hàng bán cái hãng xe của Chevrolet, tức là cái xe mà hiện nay ông Phạm Nhật Vượng đang quảng cáo, đã phải đóng cửa ở châu Âu bởi vì là không bán được hàng, không ai mua cái xe như thế này cả đấy. Và bởi vì chất lượng nó kém, rồi là phanh kém, và cái độ an toàn của nó cũng kém, không thể bằng được những cái xe khác. Và sau đó thì đây các bạn đã thấy là những cái thông tin sự thật là những cái cửa hàng như vậy. Và tôi xin quay lại một lần nữa cái cửa hàng này, đây là một cái đại lý rất lớn ở Berlin ngay gần khu trung tâm, và đấy họ đã phải dỡ những cái biển của hãng Chevrolet đi rồi. Và tôi vừa nói chuyện với họ thì họ bảo họ bán cái cửa hàng này đã bán 5 năm cái xe đó nhưng không bán được, và bây giờ thì họ chỉ còn để lại cái phần service, tức là cái phần dịch vụ sửa chữa thôi, chứ còn cái phần mà bán hàng thì hoàn toàn không bán nữa. Và bây giờ họ quay sang họ bán xe của Nhật, và họ nói rằng là xe của Nhật sẽ tốt hơn rất nhiều những cái xe Chevrolet đó. Họ khuyến cáo là có thể mua những xe đó thì tốt hơn, mặc dù giá có thể là nó bằng nhau. Đây các bạn cũng thấy, dạ, đây là cái hãng xe mà chúng tôi đang đứng ở đây để phục vụ các bạn. Đây là quang cảnh xung quanh cái khu bãi xe này,
khu cái auto house. Auto house thì có nghĩa là cái nơi mà bán xe cho người dùng, và mọi người có thể đến đây tự đi, tự xem và tự thử những cái xe này. Đây, và đây là cái thông tin mà thêm về cái vấn đề là ngày 26 tháng 8 năm 2018 thì ông Phạm Trần Vượng đã cho ký kết hợp đồng với cả hãng GM để mua lại cái dây chuyền sản xuất cũ để sản xuất những chiếc xe này. Tóm lại là năm 2016 thì đã đóng cửa và giải thể ở châu Âu, và sau đó thì họ cất cái dây chuyền đó vào đâu đó 2 năm, và 2 năm sau thì họ đem vào Việt Nam họ bán cho ông Phạm Nhật Vượng. Và ông Phạm Nhật Vượng đã mua cái dây chuyền này và thay đổi một tí hình dáng cái vỏ một chút, và bây giờ lại bán thành cái xe của Việt Nam. Và cái những cái bài báo rất rõ, họ đã ghi rất rõ trong cái bài báo này, và của bài báo tiếng Anh đã thông báo rất rõ là ngày 26 tháng 8 năm 18 là Phạm Nhật Vượng đã mua ký kết hợp tác và để mua cái dây chuyền đó để sản xuất xe cho Việt Nam. Vâng, thì quả thật là những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cho các bạn thì chúng tôi sẽ chuẩn bị rất là nhanh và trong thời gian rất là ngắn, cho nên có thể nó chưa đầy đủ bởi vì nó còn rất nhiều những thông tin chi tiết khác, mà đây là những cái minh chứng cụ thể nhất mà chúng tôi muốn cung cấp ngay để các bạn biết về cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng ngày hôm nay đã ở Việt Nam đã cho xe hơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đến với tay khách hàng, tức là của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng thì vốn là một cái người Việt kiều cũng ở bên Nga, ông ta đã từng sang Nga và sau đó sản xuất mì tôm, tức là mì ăn liền, và cũng khá thành công trong việc là sản xuất đồ ăn liền. Thế giờ mì ăn liền thì có lẽ nó khác rất nhiều, nó chắc chắn là khác rất nhiều với sản xuất ô tô. Và ông ta hiện nay đang sản xuất ô tô cho người dân trong nước đi và quảng cáo rầm rộ cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng với cả ông Nguyễn Phú Trọng để bán cái xe này cho người dân với giá là 395 triệu đồng Việt Nam, tức là chưa có những cái phụ kiện kèm theo, đặc biệt kèm theo, ví dụ như là những cái đặc biệt, thì cái giá này quả thật là cao gấp đôi, gấp ba so với cái giá mà trước đây những cái xe Chevrolet này ở Đức đã sản xuất, đã bán và cũng không bán được. Và đây các bạn xem rất kỹ đây. Đấy. Đây cái xe này béo. Đây là ông Phạm Nhật Vượng bán này, 395 triệu quy tiền Việt Nam đấy. Đây là cái bài báo ngày hôm nay trên báo Tuổi Trẻ. Nếu các bạn xem trên báo Tuổi Trẻ đây thì các bạn cũng sẽ thấy rất rõ cái bài báo này, ghi rất rõ đầy đủ thông tin về cái xe này cũng như là về cái công nghệ mà ông Phạm Nhật Vượng đã mua, đã làm và để bán xe chất lượng kém và giá rất cao cho người dân Việt Nam. Và đây trong cái bài báo là ghi rất rõ là theo giới thiệu VinFast Fadi, tức là cái dòng xe này được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu xe Chevrolet này. Đấy, phân khúc xe đô thị hạng A. Đấy, đây là xe Chevrolet đây, phân khúc hạng A. Đấy, cái xe đấy đây. Và đây là xe gần như duy nhất còn lại ở Đức về cái xe này, và trái mua cả. Và đây tôi đang có mặt ở ngay trong cái cửa hàng mà bán xe này 5 năm, và họ nói rằng ấy, cái chất lượng của nó kém, không bằng cái xe Nhật, kém hẳn đi. Và đây các bạn xem. Đây. Đây là cái cửa hàng, đây là cửa hàng bán và sửa chữa cái xe Chevrolet, là cái công nghệ mà ông Phạm Nhật Vượng đã làm trong thời gian vừa qua, và bây giờ sau khi dập vỏ, thay vỏ một chút, ông bán thành cái xe của ông VinFast của ông ta. Và những cái cửa hàng như vậy, tôi đến cho đến 165 cái cửa hàng như vậy thì đã phải đóng cửa ở Đức và châu Âu, và rút Chevrolet đã rút toàn bộ dây chuyền đóng cửa hết để cất đi 2 năm, và sau đó đến năm 2018 thì tự nhiên là ông Phạm Nhật Vượng đã ký kết để mua lại. Và bây giờ thì các bạn đã thấy là ông ta mang vào dinh độc lập để dinh thống nhất để quảng cáo cái xe của ông ta, và cái nơi mà bao nhiêu người hy sinh xương máu để giành độc lập, tức là cái nơi di tích lịch sử, thì bây giờ trở thành cái nơi bán xe cho ông Phạm Nhật Vượng. Và cái điều đó là rất là khó và rất là bất ổn đối với những doanh nghiệp khác. Đây các bạn đã cùng xem, đây là cái hãng xe. Và đây là cái hình ảnh, một lần nữa tôi xin chiếu lại cái hình ảnh xe. Đây là xe của ông Phạm Nhật Vượng ngày hôm nay. Đây các bạn thấy. Và đấy, xe Phạm Nhật Vượng ngày nay đã bán với giá là VinFast với giá 395 triệu. Thế còn đây là cái xe Chevrolet cũng sản xuất cùng loại xe, cùng loại đời và cùng những cái thứ phụ tùng như vậy, sản xuất ở châu Âu, nó bán có giá 5.123 euro, tức là tương đối 133 triệu đồng Việt Nam thôi, và cũng không bán được, nó phải đóng cửa vào năm 2016. Với 165 cửa hàng như thế này họ đã phải đóng. Và đấy, sau qua cái thông tin này thì tôi mong rằng là các bạn khi mà lựa chọn mua những chiếc xe như vậy thì cần phải cẩn trọng hơn và có những cái kiểm tra cái mọi cái để cho khi mình và những cái người dùng có thể có cái sự an toàn tốt hơn. Bởi vì là nếu mà bạn mua một chiếc xe mà nó chất lượng kém như thế này và không ai mua và cũng không bảo hành bảo trì, nó cũng khó đi. Thì đây các bạn sẽ thấy chiếc xe đây, tôi đang đứng trước chiếc xe này, thì sau này các bạn sẽ gặp khó khăn khi mà gặp tai nạn, rồi là khi gia đình mà có thể khi nó đâm vào đâu đó thì cái xe nó không an toàn, thì sắt thép và những cái khung gầm nó không tốt thì nó sẽ méo,
méo và nó giật ra và người trong xe để có thể bị nát theo. Rồi nếu một cái xe sản xuất, đây là cái xe sản xuất ở châu Âu, Chevrolet, đúng cái xe mà ông Phạm Nhật Vượng hôm nay quảng cáo bán ở Việt Nam, thì họ bán có 5.000, nhưng mà cũng không ai mua cả và họ đã phải đóng cửa từ năm 2016. Thì và sau đó 2018 thì ông Phạm Nhật Vượng mua lại cái dây chuyền và bây giờ thì ông ta mang vào Dinh Thống Nhất để quảng cáo bán với cái sự bảo kê của ông Nguyễn Phú Trọng, của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì không hiểu những cái người lãnh đạo trong nước, tức là như ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng, ông ta có trình độ hay là có cái khả năng nhận thức hay không mà lại đem quảng bá và giúp doanh nghiệp để quảng bá là bán những cái chiếc xe mà chất lượng kém như thế này, thì nó sẽ gây hại rất lớn đối với các gia đình của người Việt Nam ở trong nước. Bởi vì là các cháu mà được chở trong chiếc xe này khi mà đưa đi đường mà bị tai nạn, mà các bạn đã biết là ở Việt Nam tai nạn rất nhiều, ai đi ra đường gần như cũng không tai nạn, ít thì tai nạn nhiều, thì sẽ không an toàn với xe nó nát đi. Thì nếu mà người trong đấy mà nát thì trong đấy nó bè chết bẹp luôn và chết vỡ đầu ra đấy. Thì còn đây là chiếc xe cuối cùng, gần như cuối cùng của Chevrolet của Đức đã bán ở đây và cũng không ai mua cả. Vâng, các bạn chắc chắn là trong cái livestream này của tôi trực tiếp và rất nhanh để đưa đến các bạn cái hình ảnh và thông tin mới nhất, thì các bạn cũng có thể tiếp tục đặt những câu hỏi vào trong cái kịch bản clip này của tôi, để chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm những thông tin là cái dây chuyền mà năm 2016 khi hãng GM, tức là hãng sở hữu cái thương hiệu Chevrolet, đóng cửa ở châu Âu, họ đã đóng cửa và họ đóng gói cái dây chuyền đấy cho ai, đóng gói ở đâu và bán cho ông Phạm Nhật Vượng như thế nào, và ông Phạm Nhật Vượng đã phù phép thêm những cái râu ria, tức là những cái vỏ bên ngoài một chút, và ông ta bán với giá rất cao, tức là đây giá là 395 triệu đồng Việt Nam, và trong khi ở Đức thì bán chỉ có 133 triệu nếu quy ra tiền Việt, thì rất là thấp thôi. Thế mà người Việt Nam có một số người mua, mà tôi không hiểu những người đấy mua có phải là người của cơ quan nhà nước hay là của tuyên giáo hay không, hay là có cái điều gì đó với ông Phạm Nhật Vượng, hoặc là có thể cái nhận thức của họ rất là kém mà không biết được sự thật rằng là những cái xe như thế này thì không ai mua cả và không ai đi cả, bởi nó rất nguy hiểm, gây nguy hiểm cho những người giao thông khi những người ngồi trong đấy cũng nguy hiểm, và những cái người mà đi bên cạnh cũng nguy hiểm. Bởi vì là theo những cái thống kê trong những cái trang tờ báo này của châu Âu họ đưa ra, thì là những cái chiếc xe như này của ông Phạm Nhật Vượng thì là cái phanh rất là kém, hệ thống phanh chỉ có rất kém, và cái hệ thống khi mà anh phanh thì phải cần một thời gian rất là dài, một quãng đường rất dài thì mới dừng được xe, và ngoài ra còn rất nhiều những cái chất lượng chi tiết khác của nó kém nữa. Mà mặc dù đó là sản xuất ở châu Âu, đã được kiểm tra ở châu Âu rồi, thì ở Việt Nam nếu mà sản xuất và kiểm tra không đảm bảo, như các bạn đã biết ở Việt Nam thì cái nguy hiểm, rất nguy hiểm cho những cái người sử dụng cái hệ thống này, tức là ở Việt Nam đó là những cái hệ thống xe không an toàn mà không được kiểm định quốc tế, cũng như là khi mà chúng tôi đưa những cái thông tin này ra cho các bạn và chúng ta cứ tranh luận một cách hết sức thoải mái, bởi vì đây là cái thông tin. Thế còn những cái bạn nào mà đưa những cái luận điệu nói rằng là nào là phản động, nào thế nọ thế kia, thì một cái doanh nghiệp như ông Phạm Nhật Vượng bán mì tôm ở bên Ukraine, ông đã thành công bán mì tôm bên đó, thì ông ra một doanh nghiệp thôi chứ không có gì cả. Nhưng mà nếu các bạn dùng ông Nguyễn Xuân Phúc, dùng Nguyễn Phú Trọng ra để quảng cáo bán những chiếc xe mà chất lượng kém mà giá cao như thế này cho người dân, thì đấy là một tội ác. Bởi vì là xe mà không đảm bảo chất lượng mà lưu thông ngoài đường thì sẽ gây tai nạn, không phải chỉ cho cái người lưu thông, người trong xe, mà cả những người lưu thông đi bên cạnh cũng sẽ gặp những cái rắc rối khi xe mất phanh, khi xe mất cua, lật ngược xe khi vào lái, hoặc khi tai nạn. Thì đơn giản khi tai nạn thì cái bộ khung này không đảm bảo để bảo vệ được cho cái tính mạng của người ngồi bên trong, và đấy là cái điều rất tai hại đối với Việt Nam trong hiện nay. Bởi vì những thông tin sự thật như thế này thì các bạn sẽ không được thấy, mặc dù ở Đức cũng có thông tấn xã Việt Nam, cũng có VTC10, cũng có mọi cái, thế nhưng mà họ sẽ không nói cho các bạn những thông tin này, bởi vì là họ ăn lương và họ chỉ nói cái gì mà họ được phép nói, và cái gì không nói thì họ sẽ im, họ sẽ ngậm miệng lại, và họ để mặc người dân với cái nỗi khổ, mặc người dân với cả những cái khó khăn và những cái vất vả, hoặc là những cái tai họa mà người dân phải gánh chịu, bởi vì họ sẽ im lặng. Tôi rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái tường thuật của tôi ngày hôm nay, bởi vì tường thuật chúng tôi ngày hôm nay rất là nhanh, cho nên là những cái thông tin cụ thể thì sau cái tường thuật này thì tôi sẽ đưa những cái thông tin này lên trên trang thời báo, cũng như là trong cái video clip này, để cho các bạn biết rằng là cái xe này là không an toàn và giá rất rẻ, cũng như là những cái công ty mà bán chiếc xe này hiện nay ở đây cũng không thể tồn tại và không thể phát triển được nữa, mặc dù và họ phải đóng cửa, bởi vì ông Phạm Nhật Vượng ông đã mua cái xe này, cái công nghệ này là từ năm 2018 và sản xuất ra, và bây giờ bán dưới 2019 và bán cái xe cổ với cái công nghệ cổ như thế này thì quả thật là không an toàn. Vậy các bạn có điều kiện hãy kiểm tra thật kỹ những chiếc xe ông Phạm Nhật Vượng vừa đưa ra, hãy so sánh cái chất lượng an toàn của chiếc xe
khi phanh, khi ga và khi, đã, khi độ bền, rồi là độ tốt của sắt thép và những cái an toàn khác, để các bạn đưa cho bà con những thông tin cụ thể nhất, chi tiết nhất. Và còn nếu mà nó không an toàn thì chúng ta có thể lựa chọn tiếp tục đi những chiếc xe của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Đức, của những nước khác tân tiến, tiên tiến hơn, để đảm bảo cái sự an toàn cho lưu thông cũng như cho bản thân gia đình mình, cũng như cái số tiền mình bỏ ra thì nó phải được xứng đáng với cái số tiền đó. Và đặc biệt là không nên đi theo những cái vấn đề là dùng chính trị, Đảng Cộng sản dùng chính trị để kinh doanh như ông Phạm Nhật Vượng, là bảo kê chính trị. Và điều đó rất tai hại cho cái việc phát triển đất nước, phát triển kinh tế, bởi vì nó sẽ cướp đi những cái cơ hội tốt của những cái doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp khác. Họ làm cũng rất tốt, nhưng bởi vì họ không có đi theo cái bảo kê chính trị thì họ sẽ bị thiệt thòi. Và những người cuối cùng là phải là người tiêu dùng, họ tự quyết định. Và khi biết thông tin sự thật như thế này thì các bạn có thể quyết định mua hay không mua, dùng hay không dùng những chiếc xe mà lỗi thời từ năm 2016 ở châu Âu không dùng nữa để cho gia đình của mình. Cảm ơn các bạn đã rất chú ý nghe cái thông tin này của tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cũng như là tiếp tục tìm hiểu những cái thông tin mà ông Phạm Nhật Vượng đã làm trong thời gian qua, cũng như là cái chiếc xe, những chiếc xe này mà ông ta đã đem về Việt Nam để bán với giá rất là cao, gấp nhiều lần xe của sản xuất ở châu Âu, và cái chất lượng và cái an toàn của nó thì cũng không có gì là đảm bảo. Đấy, vâng, đấy các bạn nhìn lần nữa là chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng bán là 395 triệu. Còn chiếc xe như vậy ở Đức bán có 133 triệu và cũng là cùng loại hãng, là của Chevrolet. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và Trung Hoa Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức ngày 17 tháng 6 2019. Và chúng tôi sẽ liên tục và tiếp tục cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất, và để phục vụ người dân trong nước và nước ngoài biết cái sự thật. Không phải chỉ cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam, mà ngay cả những cái việc chính trị, dùng chính trị để bảo kê kinh tế như ông Phạm Nhật Vượng làm một cái điều tối kỵ khi mà kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.